mọi người coi thứ đi, thành phần nào vô trong cái chỗ mà bạn ngồi bạn nghe bạn nói à, đó chúng ta mới coi lại là cái thành phần nào mà vô trong đó lắng tai nghe. Đồ thì tôi nói thiệt, tôi nói ra nó đụng chạm với mọi nhiều người, mỗi người idol một con người, mỗi người idol một cái sở thích của mọi người, tôi không biết nói sao chứ. Ai vô có thứ ai vô thành phần nào vô, có thành phần trí thức không, có công nhân viên chức nhà nước không, thành giờ học sinh sinh viên không, có ai vô nghe mấy bà toàn ở trong áo đầu tới nghe không à. Idol đầm idol gì lạ tôi thiệt, toàn là nghe bà nói bà nổ thôi, có thấy bà làm gì đâu mà tự nhiên thấy trong lúc này á, trong cái lúc này á là miền Bắc chúng ta đang là bị là tai đã bị là thiên tai lũ lụt sạt lở này nọ, về biết bao nhiêu người khổ cực nghèo này, thì thôi cái thời gian này á bà ra bà vi hành đi, cho bà cho là bà là người trên bề trước đi, thì bà ra ngoài đó bà vi hành, hoặc là bà ra bà thấy bà coi thử là dân người ta khổ cực cỡ nào, giúp đỡ đồng bào được gì giúp, vợ chồng mới làm gì em hoan hỷ đi, toàn là tổ chức cái chỗ đấy không à, tổ chức đấy đang kêu ru ngủ kêu gọi những người mà còn u mê bả tới nghe, đã nói cho ai mà nghe vậy, lai tỉnh dậy bố đi, trời thật ơi, trời nắng trời non, trời vậy mà ngồi để phơi nắng phơi sương ngồi nghe một cái bà mà đây nói khoác nói lác nói tầm sàm lai sầm lú vậy mà nghe mê muội chứ không biết, tôi cũng biết đường nào mà tôi trả lời với mọi người. Nó nói mà một người chân tu hiền lành đức hạnh như vậy mà bà còn đi mạ lị bà nói, rồi bà nói sân 50-50 thì mọi người tôi không tin, bà đi giải thích cái chơi vậy, nghe một con lương đi giải thích à, nghe một con lương già giải thích à, một con lương già ốc ạch xù xẻ xấu xí mà sắc sược cái bà lại vậy, mà đi nghe nói đi nghe người ta chi rồi ngồi là giải trò nắng mưa gió bão với trời, tội quá à. Trên đời này sợ nhất là biết ông sợ cái ngu, sợ nhất là sợ cái sặc sừ, sợ nhất là sợ cái u mê, sợ nhất là cái u đệ mà không u đệ được không, cho nên là bực bất nhược la làng hoang mang bao năm nay rồi, đã đưa đi để mà phục hồi nhân phẩm lại rồi, để tu tâm tích đức tạo phước lão là cuối cùng cũng vậy mà cũng ra oan oan cái miệng là sao hả bà nổ. Cho đi tù mà vô trong mà sung sướng á, chỉ có ăn cơm nhà nước mà ngủ nghỉ ở trong đó đó, trời ơi, như vậy thì ai cũng muốn đi tù à, rồi cơm đâu mà nuôi. Đã bảo là đi tù rồi, tù là phải có tội, đừng có chối. Xong rồi là đi vào đó đó. Thì cơm, có người bưng phục vụ thì cũng phải có tiền mua cơm thì cũng phải đi làm chứ. Không phải đi làm cái này thì đi làm cái khác để ra cái mà ăn, chứ không cần biết mình là ai. Nhưng mà mình đã gọi là tù, có tội rồi. Tội tù rồi, có tội mới đi tù rồi. Mà đi vào đó bây giờ lại còn muốn ăn rồi nằm ngửa để chờ người ta bưng cơm tới mà ăn như thế rồi đi tù hết rồi chết rồi. Em nói vậy có phải không cả nhà? Mình đừng có quản chuyện người khác làm, mà hãy quản cái thân mình làm cho nó đúng. Khi mình đúng rồi thì mình làm sao mà đi đến những cái chỗ đó nhỉ? Một người bình thường người ta không có tiền, người ta còn chưa đến chỗ đó, khi mà ta có đủ sự sáng suốt và trí tuệ, người ta có đủ cái gọi là khiêm công hòa ái, hình như tôi không nhớ nhầm là Bác Hồ dạy như vậy mà. Khiêm công hòa ái, khiêm là khiêm tốn, khiêm nhường, hòa là phải hòa nhã với mọi người, ái là yêu thương đùm bọc. Khiêm công hòa ái, tại vì mình không có học cái đấy thì mình mới đi vào tù chứ. Cho nên mọi người nha, đã có lời cảnh báo rồi, đi tù khổ lắm. Vào trong đó cũng phải đi làm, không cần biết đau bệnh cái gì phải đi làm. Điều đó là điều tất nhiên, phải đi làm mới có cơm mà ăn. Và cái sự người ta đã cai quản tù rồi, người ta phải hông giữ, người ta phải giữ hơn mình, người ta phải dụng mạnh hơn mình, gọi là dụng mạnh đó mới trị được mình chứ. Chứ mình đi tù là biết rồi, phải không dữ dữ lắm cho hiền hầu làm cái chuyện gì, làm việc đúng, làm cái gì mà đi vào tù. Mà đi vào tù rồi mà ra mà coi như mà làm gì có chuyện tốt để mà nói. Vậy cái đó là một lời cảnh báo cho con dân Việt Nam của chúng ta.
Đừng bao giờ đi tù nghe chưa. Phải làm cho nó đúng vào. Dù mình không có tiền, nói cho sạch rách cho thơm. Phải đầy đủ nhân lệ nghĩa chí tín. Thì không bao giờ phải đi tu. Đi tu rồi ra mà chê là chê, là chê cái kiểu gì, tông tu làm gì. Có cái chuyện mà tốt mà ra mà chê trời. Chê chừng nấy thôi chứ. Tu người ta phải dù cho người ta mới cai quản được chứ. Ô chào cho hiền hiền hiền. Ta vô trong mà nuốt sống người ta rồi. Rồi ai làm chuyện đó để mà cai quản tu ngục trời. Thôi, cặp mắt của mình bình thường như vậy nè. Lấy thêm một chút Photoshop. Nhưng mà tùy theo cái công việc chứ. Cái công việc mà cai quản cái người ở tù, cái người tù tội ấy, mắt đang đẹp này phải trợn ngược lên, cái lưỡi nó thụt vô trong đó, mà khi mà cai quản mà nói mà không nghe là phải le lưỡi và trợn mắt lên mày mới sợ, đúng không? Các vị để ý, đi vào chùa có hai vị hộ pháp, Vi Đà Thiên Tôn Bồ Tát, một vị Quỷ Vương Bồ Tát, hai vị đó luôn ở bên cạnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều là Bồ Tát, nhưng mà hình tướng của các ngài là Quỷ Vương Bồ Tát. Còn một ngài là Vi Đà Thiên Tôn Bồ Tát, tướng mạo rất là cung tử, lịch sự đẹp. Còn kế bên đó là Quỷ Vương Bồ Tát, hiện thân của Đức Quan Âm, cái lưỡi lúc nào thè dài và cầm cái kiếm, mắt thì trợn ngược lên, nhưng người ta là Bồ Tát. Nếu không như thế thì bây giờ mọc ra những cái ông sư mà cứ mặc cái áo vàng lên xưng là sư với con, xong rồi phá pháp hả? Tính phá pháp phải không? Tính phá phá cho đến khi mạt pháp phải không? Đừng có ở đó mà hòng. Hiểu chưa? Đi vào chùa là phải hiểu ý nghĩa. Và khi nhà mình đã có thờ Phật cũng phải hiểu rõ ý nghĩa. Luôn luôn có hai vị hộ pháp, Vi Đà Thiên Tôn Bồ Tát, Quỷ Vương Bồ Tát rất là hung dữ, cũng đều là Bồ Tát nha. Đừng có mà đi tu ra rồi mà hả? Cứ nghĩ ở trong đó là người hiền lành, không hiền lành sao cai quản được mình. Trời ơi, xin lỗi đi nha. Thôi bỏ chuyện đó đi, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, mà trị quốc để cho những người có học, người ta làm đi. Người ta học lên là tiến sĩ, thạc sĩ, rồi coi như là thượng tá, đại tá đồ, người ta có ăn có học để người ta làm đi, người ta giữ biên cương gìn giữ. Còn mình này thì cứ lo tu cái thân đi, rồi nấu cơm nấu nước là tề gia đó đó, yêu chồng thương con, xong rồi là trị được thì quốc được, hay trị mà trị không được thôi thì dẹp luôn đi nha, cho nó bình thiên hạ, để cho thiên hạ nó gọi là yên ổn đó, nhớ nghe không? Chết rồi. Nói bậy nói bạ nữa là nó đi xa lắm, cái miệng đứa đi chơi xa lắm là lại là ụ tơ nữa, tôi khổ rồi em, là em thương lắm, thương chị lắm chứ em mới nói chứ em đâu có rảnh, cũng phải đi tu thân và tề gia, chồng bị em đi nấu cơm đây chị nhé, chị nhớ đó chứ, em thấy chị phủ sáng kim cương mà đeo lấp lánh đấy. Trời ơi, mà nó uổng, chỉ có một người chửi mình thôi là em không có chịu rồi đó. Hàng ngàn hàng vạn người chửi như vậy mà sao mà đưa đưa cái mặt lên đó làm cái gì nữa, thì nấp phải đi thì có làm sao, con cóc nó ở dưới giếng thì đâu có ai biết nó, mà cứ kêu ọp 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 nó mới đưa cái cầu xuống, nó cầu cho chứ nằm yên ở nhà nói rồi đó. Bye bye cả nhà mình nha, buồn nói cho vui đó mày. Lần này thì chị CEO Nguyễn Phương Hằng tiêu rồi. Danh tánh của người phụ nữ Việt Tân mà chị Hai đã nhắc trong cái buổi talk show ngày 20 tháng 10 giờ đây đã được bại lộ. Và cái thân phận của người này thì đã xuất hiện tại chùa Thiền Tông Phật Quang của giả sư Sàm Tăng Thích Trân Quang, và cũng xuất hiện trong những tấm hình chụp chung với chị Hai, với anh Dũng và với Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Có lẽ là cái ban cố vấn của chị Hai là thân thiết với Thích Nhật Từ, Thích Trân Quang. Thảo nào thì chị Hai luôn luôn có một cái tâm lý là phải vạch mặt sư Thích Minh Tuệ. Chị Hai sẽ thấy cái cảnh.
Thế nói rằng chị chơi nét như Sony à? Không có cái câu chuyện nét như Sony đâu nhá. Làm gì có Sony ở đây mà nét? Làm gì có Sony ở đây mà nét? Đã nói rồi, đúng chỗ quất thì không chịu quất. Ông Trân Quang thì rành cái câu chuyện nó sai đành ra như vậy, không chịu quất. Rừng thì đất rừng phòng hộ, nhảy vô đi xây cái này xây cái kia rồi còn đứng ra để mà đòi khiếu nại lại với chính quyền. Nó cái chuyện nó rành ra như vậy không làm cho nó sáng mắt. Ai cũng ở trong cái vai của người này thì người kia mà ngồi ngày hôm qua mà ngồi nhìn qua nhìn lại câu chuyện đó. Trời ơi, nguyên cái band ở bên dưới vỗ tay này, cổ vỗ. Đúng là mấy cái trò. Quốc gì mà giờ này mà quốc gì mà quốc tổng quốc cái mà có mà quốc ngựa truy phong á, không biết ngày hôm nay rồi có cái câu chuyện gì nó xảy ra trong đó hay không. Chứ hồi sáng giờ người ta cứ rần rần người ta nói là có cái này, nào là cái bài hát của Phan Bình Quỳnh á, tấm thiệp mời chuyển bàn thời gian địa điểm rõ ràng lại một không biết có hay không thì em không biết. À, đâm lính mà ra tù không có đâu. Úi dồi ôi, cái nhóm ở bên dưới giống như là cái nhóm hoạt náo viên nghe các anh chị, giống như cái nhóm hoạt náo viên cứ ngồi không cần biết mà cứ idol ở bên trên mà tung cái gì ra bắt đầu tung cái gì ra mưu đồ hết đấy, cài cắm thông điệp hết đấy. Mà điều chúng ta ngồi chúng ta nói là tôi cũng chả buồn nói nữa, tại vì cơ quan chức năng mà không ngồi nhìn ra thì thôi chứ làm gì, đúng không? Mình ngồi mình nói vậy thành ra nó dở, nói như thế thì nhiều người mà vì họ bức xúc dữ quá, họ có lòng yêu nước chứ không phải là không có lòng yêu nước, họ có cái sự tự tôn dân tộc chứ không phải là không có sự tự tôn dân tộc. Nhưng mà xong rồi ngồi nghe xong cái cuối cùng cái bực mình quá kêu ồ tại vì sao như vậy, tại vì sao như vậy. Thôi có tại gì đâu, tại bị thì mà là cái gì, thì vì sao nó phải như thế, vì sao nó phải như thế. Nếu mà ai đó để ý mà trước khi cái buổi livestream của chiều ngày hôm qua diễn ra, chương trình diễn ra, Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo hiện tại chúng tôi đang giữ một cháu bé chưa biết nói, không biết là con của ai đang đi lạc trong khu du lịch. Chúng tôi đang giữ cháu bé ở tại sân khấu. Tôi đề nghị nếu ai là cha mẹ của cháu bé này xin ngay lập tức tiến đến vòng khu vực sân khấu trung tâm để nhận cháu bé. Lưu ý, đặc biệt khi đến nhận cháu bé thì phải cung cấp cho chúng tôi tất cả các giấy tờ nhân thân đầy đủ để chứng minh rằng mình có quan hệ với cháu bé, tại vì cháu bé chưa biết nói. Nguyên một cái đám đi vô trong đó chạy theo idol, đu theo idol, đến con của mình nó còn chưa biết nói mà còn thả nó ra không biết nó đi đâu. Ngơ, nó cũng ngơ vừa thôi đó. Được thông báo luôn trên livestream, đang livestream làm sao biết người ta tắt like được. Xong rồi bên dưới hay quá, trời ơi, thông báo rồi. Chồng con ở nhà đi làm thì cấm mặt, sắp mặt không lo. Vợ con thì đi làm tối ngày tối mặt, chồng thì ở nhà nằm phết đốc ngồi xem chị Đại livestream. Dẫn con dẫn cái vô trong đó rồi để con cái của mình nó đi đâu không phát hiện ra. Ngơ mà còn ngồi nhảy lên. Ngày qua các anh các chị có nghe đoạn đó không hay là tôi vu khống? Các chị hôm qua có nghe đoạn đó không? Có một cháu bé đang đi lạc mà cháu bé này chưa biết nói. Có không? Chuyện qua có nghe đoạn đó không? Hay là đừng nói là không nghe, nghe ông Phong lên vu khống nghe. Có chứ làm sao không có được. Trời ơi, em ngồi em theo dõi. Em theo dõi cũng khá là kỹ đó anh các chị ạ. À. Em theo dõi hơi bị kỹ á. Em ngồi em quan sát xem thử coi. Tại vì sao nó lại như thế. Trời ơi, thử là bao nhiêu người lúc đầu như thế nào, ra sao. Không, ở đây cái câu chuyện mà không phải là nhân chứng là không nhân chứng hoặc là người này người nọ gì, mà có một cái ý đang cài cắm nhưng mà chúng ta ngồi chúng ta nói ra thì đôi lúc nó lại dở, rồi không khéo lại bị vạ lây,
vạ lây ở chỗ là vạ mồm. Nếu bây giờ tôi ngồi tôi đọc ý nghĩ của người ta, tôi ngồi tôi đọc cái suy nghĩ của người ta, vốn như là sự việc nó xảy ra luôn rồi đó, tôi hoàn toàn có thể tôi vẽ ra một cái kịch bản đằng sau những cái phát ngôn ngày hôm qua và đằng sau cái câu chuyện mang cái sự việc của thầy Minh Tuệ ra và cài cắm cái vấn đề Việt Tân vào bên trong đó. Đó giống như một hành vi vu khống, giống như một hành vi vu khống. Mà cái chuyện vu khống này nó còn làm hoang mang trong dư luận, đặc biệt là những người gì, những người họ có cái tư tưởng và cái tâm lý họ ủng hộ, ủng hộ cái việc buông bỏ đi, ủng hộ cái việc thiểu dục tri túc đi, ủng hộ cái việc tu là hướng về chính bản thân của mình đi. Nhà anh Nguyễn Minh nói là thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa hả? Bộ Thông tin Văn hóa và báo Dân Trí đã lên tiếng về Phương Hằng rồi hả? Báo Dân Trí lên tiếng rồi hả? Ngày hôm nay em bận quá, em bận làm hàng, em trả hàng cho tất cả quý khán khán giả cho nên là em không có để ý. Chỉ là ngày hôm qua thì ngồi nhìn qua nhìn lại cái sự việc đó thì mình cũng ít nhiều mình cũng thấy được. Mình thấy được. Bữa nay nó đang thành một cái trào lưu. Một cái trào lưu mà cái trào lưu này riết hồi nó thành cái tàu lao. Trào lưu này riết hồi nó thành cái tàu lao. Chẳng có ai đi lên nó để thể hiện một cái văn hóa kiểu như vậy cả. Cái văn hóa đầu tố rồi văn hóa tìm cái này tìm cái kia ra để mà bam. Em lên em coi thử coi. Có không? Có cái thông tin gì không đi chia sẻ với các anh các chị nghe cho nó vui. Ngày hôm qua có ai sặc cơm không vậy? Trời ơi, lên tra cái tên là thử mà không thấy gì hết trơn á, tin tức không có luôn á. Thôi, chắc là không có đâu. Pháp luật có bài biết luôn rồi hả? Từ từ cô, cái vấn đề là phải đi, chúng ta phải đi từng chút, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút một. Câu chuyện nó diễn ra đi từng chút, từng chút, từng chút, từng chút một. Mà khi nó đã đi như vậy rồi thì phải thấy được là ồ, dường như là hơi bị nguy á nha. Dường như là hơi bị nguy á, chứ không phải là sung sướng gì đó đâu. Mà cú này mà đổ Tú Tài một phát nữa là coi như là xong luôn á nha. Dễ đổ Tú Tài lắm. Không, mấy anh mấy chị đừng nói là em biết, em không biết gì hết trơn nha. Tại vì người ta nói là ở trong chăn thì mới biết chăn có rặn. Em không ở trong chăn nha, em không biết chăn có rặn đâu nha, không biết.